Ngày 14 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 để chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân Dương Văn Vạn và Nguyễn Thị Tiên, trú tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, phản ánh nội dung chỗ ở hiện tại của gia đình đã và đang bị sạt lở do mưa bão, nguy hiểm đến cuộc sống, cần phải di chuyển chỗ ở. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, các thành viên tổ giúp việc, đại diện các sở ngành địa phương có liên quan. Theo phản ánh của ông Dương Văn Vạn, bà Nguyễn Thị Tiên, chỗ ở hiện tại của gia đình đã và đang bị sạt lở do mưa bão, nguy hiểm đến cuộc sống, phải di chuyển chỗ ở. Sự việc đã được chính quyền địa phương kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nguy cơ sụt lún, sạt lở đất và kết luận nhà ông Dương Văn Vạn thuộc diện nhà nguy cơ cao, không đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Do vậy, gia đình không được tiếp tục sinh sống tại nhà. Gia đình ông bà đã được ủy ban nhân dân xã Bình Thuận huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân xóm hỗ trợ di rời tài sản ra nhà văn hóa xóm để tạm thời sinh sống do thời gian gia đình ở tạm tại nhà văn hóa kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư ủy ban nhân dân xã bình thuận đã làm việc với gia đình ông dương văn vạn và bà nguyễn thị tiên đề nghị gia đình chủ động liên hệ sắp xếp chỗ ở để đảm bảo an toàn cho người và tài sản đến nay gia đình đã tìm được thửa đất tại xóm hà thuận xã mỹ yên huyện đại từ để thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống sau khi nghe ý kiến nguyện vọng của công dân và đề xuất của tổ giúp việc lãnh đạo các sở ngành lãnh đạo huyện đại từ đồng chí bí thư tỉnh ủy khẳng định việc di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở do thiên tai là cần thiết và cấp bách nguyện vọng của người dân cần có nơi ở ổn định là chính đáng đồng chí giao ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện đại từ hướng dẫn người dân các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời gian thực hiện chuyển đổi địa phương cần có phương án bố trí chỗ ở tạm thời đảm bảo các điều kiện cần thiết cho người dân yên tâm sinh sống